Vậy mà mẹ ăn Hà nói Hà còn khờ lắm. Coi dạy biểu nó giùm cô. Thiệt sự luôn nhé. Còn khờ lắm con ơi. Cô dạy biểu nó giùm cô rồi các kiểu. Chị nói đây nó không chuyển luôn lại con. Chuẩn bị nó vô đây nó ở đó, nó thành hạnh thứ hai. Không làm đi đâu được hết. Nó trở về thành hạnh thứ hai, không làm đi đâu được hết á. Trang mà khờ.
chờ chị chút nha thôi. Ủa em biết chị qua đâu vậy thôi? Của chị hay là của bạn kia? Chị. Em biết chị lâu chưa? Dịch lên đây xíu đi. Dịch lên. Dịch bật hình. Dịch lên đây. Đang mình. Dạ, đang. Hả? Dạ, đang. Sự luôn nhé. Mình hỏi nó không đau chứ. Bữa ai ta? Ai kêu thằng nào nói không đau là thằng đấy xạo. Con mén nó xin nghỉ thêm một ngày. Chị nói ngửi thì nghỉ thêm ngày đó thì từ sao không nghỉ. Nó còn khiếu nại nữa. Là sao? Ủa chứ cái như cũng xin nghỉ thì nó không xin nghỉ ra là. Nhưng mà chị cũng đang phải tích nghỉ thêm ngày nữa. Làm gì? Rồi cuối cùng là nghỉ hay là không nghỉ? Chắc có lẽ là nghỉ. Nghỉ 3 ngày nhưng mà tuần sau mọi người không được ớt nha. Mà tuần đấy không ốp chứ. Thì là cái tuần đấy không ốp. Tuần đấy chứ sao lại tuần sau? Tuần đấy là ngay thứ mấy? Tuần đó đã không ốp rồi mà, còn tuần sau nó không ốp luôn á. Sao lại vậy được? Đúng là trong tuần đấy nó phải có ngày nghỉ của nó là chứ. Ừ. Thì là nghỉ hôm đấy. Là tuần sau vẫn off bình thường chứ. Giờ tụi nó off thêm ngày nghỉ của tụi nó. Đúng rồi. Coi như nghỉ hôm đấy là ngày off của tụi nó.
thì tuần sau vẫn off bình thường chứ. Tại vì mình cho nó 2 ngày nghỉ là 2 ngày nghỉ lễ mà. Được chưa? Muốn vậy không? Thích không? Không có gì lên làm. Làm thế. Đồ của. Ủa, Hạnh nói chuyện nghề cho em hay vậy? Hạnh nói chuyện nghề lại cho em không? Em chưa nói chuyện với chị. Chưa nói chuyện nhà luôn hả? Chắc cười trên em nó vậy hết. Ừ. Nó mới vậy được. Không, đợt này gần nhanh mà. Chị Quyên có liền kìa. Nó ít mà. Hồi xưa là nhiều quá, nhiều người làm quá, làm không kịp thôi. Với lại nếu mà sai á, thì nó mới không có. Chứ đợt chị làm có nhanh mà, tháng 2 tháng là có rồi. Chụp ra cái lỗ mũi xíu xẹo. Cái mà chụp hình lên nó mét nè. Chụp hình kiểu hình ảnh nó. Nó không được qua chỉnh sửa hả? Không, kiểu nó đỏ, thấy nó có cái thằng đỏ không? Ngoài nhìn tổng thể được. Đi tránh với trời. Chừng nào em về quê vậy Thoa? À, dạ. Nằm biển vậy hay sao? À. Về chạy lên cái hết nhớ mẹ 2 ngày rồi. Nhà dưỡng da đi. Thank you.
Ô, chị tìm thợ sửa khóa ra. Cái đấy hên xui nha. Lo massage chị thôi chứ cần. Máy tính rồi chị tính xe chị nó không có giá trị à? Máy trượt lông rồi đấy, nhìn sao vậy? Không có giá trị thì mới ghê chứ. Tụi em không có cái gì chứ chị là có nhiều lắm ạ. Ủa cái này tính ra là chưa dạy nó luôn á. Dân đắc đông mà dạy nó ra như vậy đấy. Con Hạnh mà vậy chắc nó cũng nói lại luôn. Ok chị. Em sổ cho em hết. Con Hạnh là con trời rồi. Muốn ôm con khóc quý em quá. Nó không biết chơi với con nít đâu. Về nhà nó có chơi với cháu luôn mà. Không biết sau này nó có con sao chứ hả? Ở nhà cháu mấy đứa cháu nó chín đấy, nó có chơi với ai đâu mà. Gặp đến nào dễ dễ, nó còn chơi đến nào khó nó không thèm lại luôn á.